Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 106. Đây là cách mà sói và quạ lại có thể trở thành bạn thân của nhau. Gần đây, người ta phát hiện ra rằng ở vườn quốc gia Yellowstone tại Mỹ có một bầy quạ thường xuyên cất tiếng gọi để chỉ điểm vị trí của con mồi cho một đàn sói, giúp cho việc đi săn của đàn sói trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đổi lại, bầy quạ sẽ được đàn sói chia cho một phần thức ăn từ chuyến đi săn. Một điều đặc biệt là đàn sói thậm chí còn chủ động xé nhỏ phần thịt của con mồi để bầy quạ có thể ăn dễ dàng hơn. Các nhà động vật học còn quan sát thấy rằng quạ và sói chơi với nhau từ khi chúng còn rất nhỏ. Quạ thường tìm một cành cây nhỏ để chơi trò kéo co với một con sói con hay mổ vào đuôi để chú sói con chủ động rượt đuổi nó. Thời gian trôi qua, điều này hình thành một mối quan hệ bạn bè giữa hai loài. Hơn nữa, loài quạ có khả năng ghi nhớ một gương mặt trong khoảng thời gian lên tới 5 năm. Điều này giúp chúng có thể nhận biết được con sói nào là bạn thân của mình trong một đàn sói có rất nhiều con sói khác nhau. Việc chúng trở nên gắn kết như vậy cho thấy rằng mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở đối tác đi săn, mà khi không có thức ăn thì chúng vẫn xem nhau là các anh em homie và tin tưởng nhau đến nỗi có thể sinh sống bên cạnh nhau mà không hề có một chút đề phòng nào.